Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi, Senko thì em mới về con mặt đen. Cũng là hai lịch, con này thì bình thường thôi, kéo núm cái nè. Kéo núm cái chỉnh giờ bình thường thôi. Đó. Thì con này cũng vậy nha, con này kéo núm cái chỉnh giờ cũng bình thường nha. Giống nhau chỉ là con này vừa cơ vừa pin thôi. Còn con này là pin không, hết pin thay thôi. Không, con này pin solar năng lượng chứ, pin năng lượng khỏe ha. Kính còn đẹp nè. Có vết đây nha, có báo nè. Đó. Cái này về anh em kỹ bu lia được nha, còn thôi để gì luôn, hàng si rồi nè, không ảnh hưởng gì đâu, cái nhà coi giờ nó vẫn đẹp bình thường. Solar pin năng lượng nha, dây khóa bản thép, dây khóa zin hết, Senco dập hiệu, em test dạ quang, có dạ quang. Anh em nào đeo đồng hồ làm biến thay pin chốt mấy dòng này siêu bền là nó đó, bên hông nó còn phay sứt, phay sứt nhà sản xuất tức là chưa đánh bóng xì ba nha, nó còn zin, chắc zin nó còn đẹp vậy nè. Núm zin hết, mặt sau thông số đủ đáy sấy ha, này chuẩn rồi, mấy dòng này em bao nha, chuẩn máy Senco, dòng Senco hết nha, rất đầm tay nha, lên tay dây này 19 lên tay quẩy, mặt đen trẻ tia nha, đen bao công. Anh em mà hay hỏi chuẩn hãng á, chốt mấy dòng Senco đều đúng, mấy form này kiểu vintage giáng sơ thôi, form này như 30 37 7.3 đứng luôn là 44 mỏng 9 ly 3 650 mã C16 nha. 650k C16 ha. Con Senko chuẩn nha, mấy bạn nó chuẩn dòng Senko. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.